Chào mừng quý vị quay trở lại với OB Đại Bàng. Trong lịch sử lâu đời đất Sài Gòn, từng có nhiều thời kỳ các nhóm tội phạm có tổ chức thống trị, lúc này hay lúc khác kiểm soát các hoạt động phi pháp trong thành phố. Danh sách các tội phạm có tổ chức tại Sài Gòn kéo dài từ thời toán cướp trên sông Bình Xuyên đầu những năm 1920 đến thời kỳ của Tứ Đại Thiên Vương những năm 60 và kết thúc với thời đại của Nam Cam những năm 90. Hôm nay xin mời quý vị cùng OV Đại Bàng tìm hiểu về lịch sử tội phạm có tổ chức tại Sài Gòn qua từng thời kỳ, toàn tập. Từ những toán cướp trên sông đến buôn thuốc bộ đội Bình Xuyên. Trước khi trở thành một tổ chức quân sự độc lập thuộc Quân đội Quốc gia Việt Nam, bộ đội Bình Xuyên vào những năm 1920 là một lực lượng quân sự có tổ chức lỏng lẻo, gồm các băng nhóm giang hồ hoạt động như những tên cướp biển, chuyên moi tiền bảo vệ từ những du khách đi thuyền tam bản qua kênh rạch đến bến tàu Chợ Lớn. Họ cũng thi thoảng vào khu vực Sài Gòn Chợ Lớn bắt cóc, cướp của hoặc đòi tiền từ những gia đình giàu có và chia cho dân nghèo. Năm 1949, Hoàng đế Bảo Đại ra sắc lệnh rằng tất cả các lực lượng quân sự không phải quân cộng sản trong nước được phép hoạt động độc lập trong một quân đội chính để giải quyết vấn đề quân đội quốc gia quá nhỏ. Ít lâu sau, Bảy Viễn, tức Lê Văn Viễn, lãnh đạo một bộ phận lớn quân Bình Xuyên, được phong quân hàm thiếu tướng trong Quân đội Quốc gia Việt Nam và quân đội của ông trở thành Quân đội Quốc gia Bình Xuyên, một đội quân tự cấp kinh phí có nguồn thu từ các nhà thổ và sòng bài hoạt động phi pháp. Bảy Viễn cưỡng đoạt quyền kiểm soát các sòng bạc từ các tội phạm có tổ chức người Mạc Hàn. Dù được coi là một tổ chức quân sự hợp pháp, nhưng đến năm 1954, lực lượng Bình Xuyên đã nắm quyền kiểm soát tất cả các ổ thuốc ở Sài Gòn và đứng đầu việc phân phối thuốc khắp miền Nam Việt Nam. Bảy Viễn và Quốc trưởng Bảo Đại gặp nhau lần đầu năm 1949 tại Sài Gòn và sau đó cả hai kết thân với nhau. Nhờ vậy mà Bảy Viễn được Bảo Đại phong Nam Tước và Hoàng gia và nhận làm anh em nuôi dù Bảo Đại nhỏ tuổi hơn Viễn nhiều. Thời đó người ta cho đấy là vinh hạnh lớn của Bảy Viễn khi một tướng cướp võ biên gốc giang hồ lại được một cựu hoàng đế nhận làm em nuôi và kết giao. Nhưng ai cũng biết, Bảo Đại tiêu tiền như nước không bao giờ là đủ khi đồng lương Pháp trả không là gì so với cuộc sống đế vương của ông ta. Còn Viễn đã trở thành một bậc đại tư sản nhờ việc kinh doanh các sòng bạc lớn. Bảo Đại vì tiền, Bảy Viễn vì quyền. Kể từ đó, lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn cũng trở thành một trong những lực lượng bảo vệ quốc trưởng Bảo Đại. Tình bạn giữa Bảy Viễn và cựu hoàng đế ngày càng thân thiết. Viễn thường lên Đà Lạt nghỉ mát và thăm Bảo Đại. Những dịp gặp nhau, cả hai thường cùng đi săn, câu cá hoặc đánh bạc. Ngày 1 tháng 1 năm 1951, bằng thế lực của mình, cọp rừng xác Bảy Viễn đấu thầu thành công và thâu tóm sòng bạc đại thế giới Casino Grand Mall ở Chợ Lớn, vốn thuộc hàng lớn nhất nhì châu Á và có lẽ toàn thế giới lúc bấy giờ, mà trước đó thuộc quyền quản lý của Lâm Giống, chùm cờ bạc Macau. Theo hồ sơ về tỷ phú Hoa Kiều Lý Long Thần do Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa lập, hiện lưu trữ tại Cục Lưu trữ Việt Nam, thì Lý để cầu thân Bảy Viễn đã bỏ số tiền hơn 4 triệu franc để tổ chức tiệc chiêu đãi Bảy Viễn và thuộc cấp tại hí trường Đại Thế Giới. Sau đó, Lý đề nghị Bảy Viễn đứng ra thầu lại sòng bạc Đại Thế Giới dưới sự hỗ trợ tài chính của mình với giá 500.000 đồng Đông Dương một ngày. Được tỷ phú Hoa Kiều hỗ trợ và nhất là được quốc trưởng Bảo Đại hậu thuẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi, nên Bảy Viễn dễ dàng trúng thầu khai thác sới bạc Đại Thế Giới. Đó cũng là mong muốn của Bảy Viễn, vì nắm được Đại Thế Giới là nắm được Chợ Lớn, thành phố Trung Hoa giàu có của Việt Nam, vừa rộng lớn vừa nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Nhiều khả năng thịnh vượng hơn cả khu phố tàu San Francisco nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 10 năm 1954, Bảy Viễn cùng tướng Nguyễn Văn Hình và tướng Nguyễn Văn Xuân vào Dinh Độc Lập để hội đàm cùng tân thủ tướng Ngô Đình Diệm, nhưng rồi từ chối lời mời của vị thủ tướng về việc sáp nhập lực lượng Bình Xuyên vào quân đội quốc gia. Ngoài việc cả ba vị tướng lĩnh chỉ yêu cầu được giữ một số bộ hạ ít ỏi đại diện cho những đoàn thể của mình, thì Bảy Viễn cùng tướng Hình và tướng Xuân còn yêu cầu được tham chính và đưa ra yêu sách, cải tổ toàn diện, cùng lập nội các mới, nên sau đó Diệm cường quyết từ chối không cho Bảy Viễn tham gia chính phủ, vì theo ý của Bảo Đại, ông cựu hoàng đế này muốn Viễn nhậm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bảo Đại thậm chí còn muốn đưa Bảy Viễn lên làm thủ tướng trong trường hợp loại bỏ Ngô Đình Diệm, khi mâu thuẫn giữa Diệm và ông cựu hoàng đế lên đến đỉnh điểm. Thủ tướng Diệm quyết định đặt bẫy Bảy Viễn và các thuộc cấp là Lại Văn Sàng và Lại Hữu Tài ra ngoài vòng pháp luật. Ngày 21 tháng 5,
Bảy Viễn và các thuộc cấp bị truy tố trước tòa án quân sự về các tội danh phá hoại và phản quốc. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Diệm tổ chức chiến dịch Hoàng Diệu 1955 do Đại tá Dương Văn Minh chỉ huy để truy kích tàn quân Bình Xuyên đang cố thủ tại mật khu rừng xác. Bảy Viễn may mắn được Pháp giúp giải thoát và đưa sang Pháp bằng phi cơ. Bảy Viễn đến thủ đô Paris trong âm thầm như một du khách. Kể từ đây, ông bắt đầu cuộc sống lưu vong, kết thúc việc thống trị của bộ đội Bình Xuyên trong giới giang hồ Sài Gòn. Thập niên 60 và thời đại của Tứ Đại Thiên Vương. Những năm 1970 đến trước năm 1975, giới giang hồ Sài Gòn có bốn đại cao thủ gọi là Tứ Đại Thiên Vương, Đại Tỳ Cái Thế. Đó là Đại Ca Thầy, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Bá Thế. Trong đó, Đại đứng đầu trong bốn tên giang hồ máu mặt nhất đất Sài Gòn. Lúc bấy giờ, Đại Ca Thầy nhận bảo kê hầu hết các cơ sở phi pháp như động, tiệm hút, sàn nhảy từ quận 1 đến quận 3 Sài Gòn và giao du với một số đám sinh viên, kỹ sư, bác sĩ còn nhà gia thế. Trong đó có Hoàng Sano Nara, người hoạch định chiến lược làm ăn cho Đại khi tổ chức sòng bạc thu lợi lớn. Đại trở nên giàu có quyền thế trong giới giang hồ. Đại Ca Thầy dìu dắt Nam Cam, một tên trùm giang hồ sau này tạo dựng địa bàn riêng ở Sài Gòn trong những năm 90 và chủ yếu kinh doanh sòng bạc, một phương pháp mà hắn học được trong thời gian theo chân Đại Ca Thầy. Đại Ca Thầy được giới giang hồ Sài Gòn sau này tôn lên làm huyền thoại bởi tính cách cực kỳ quân tử và có nhiều giai thoại như với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Giai thoại kể rằng, tướng Kỳ từng chiêu dụ Đại làm vệ sĩ cho ông, nhưng Đại thẳng thừng từ chối với lý do: "Tôi đi đâu cũng có người hộ tống. Nếu tôi hộ tống ngài, các vệ sĩ của tôi sẽ thất nghiệp." Với tướng Nguyễn Ngọc Loan, chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành, từng chiêu dụ Đại Ca Thầy về cộng tác với cảnh sát. "Anh sẽ có lòn đại úy, chức danh phó tư cảnh sát một quận, nếu anh chịu giúp chúng tôi trong việc thanh trừng các thế lực giang hồ ở Sài Gòn." Đại trả lời: "Xin lỗi, tôi không thể hầu chuẩn tướng được. Tôi làm thế sao còn có thể sống mà ngẩng mặt lên nhìn ai ở đời này?" Với đại úy Trần Kim Chi, trưởng ban bài trừ du đảng, một buổi tối Đại Ca Thầy bao nguyên nhà hàng Paramount mời đại úy Trần Kim Chi đến dự. Trần Kim Chi mở lời: "Ăn nhậu là ăn nhậu, bắt là bắt. Nếu anh mời tôi đến đây để mặc cả thì coi như tàn tiệc. Tôi xin kiếu." Đại Ca Thầy nói: "Ồ không không, nếu đại úy không mừng thuận thì thôi. Còn hôm nay mời đại úy đến là để anh em vui vẻ. Mời đại úy cứ tự nhiên. Đêm nay toàn bộ nhà hàng này chỉ là để phục vụ chúng ta. Đại úy đừng bận tâm làm gì." Đại Ca Thầy nhỏ nhẹ trả lời. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, Đại Ca Thầy bị tống lên máy bay vận tải C-47 từ đất liền Việt Nam đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Là một tên tội phạm vốn quen tự do, Đại vạch ra kế hoạch vượt ngục để trở về đất liền Việt Nam. Tiền và vàng từ ngoài đất liền được vợ và đàn em chu cấp. Đại quyết định trốn trại với lời hứa giúp đỡ của một vài tên sĩ quan bảo an trong trại. Rạng sáng ngày 7 tháng 1 năm 1967, Đại và các đàn em khác tiến hành trốn trại. Bị phát hiện, Đại Ca Thầy và đàn em thân tín nhất của mình chạy ngược lên phía núi Tượng của đảo Phú Quốc để trốn. Kể từ đó không còn ai thấy tung tích của Đại Ca Thầy. Ông được coi là đã chết tại Phú Quốc, còn ngựa điên tại Chợ Lớn. Những năm 60 tại Chợ Lớn, có một số bằng đảng và mafia khác nhau. Trong số những tên giang hồ nổi danh nhất Chợ Lớn là Tín Thầu Dậu hay Tín Mã Nàm, có biệt danh là Con Ngựa Điền, là ông trùm giới hắc đạo người Hoa, giữ vai trò hồng trượng trong hội Tam Hoàng chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn, là thành viên cấp cao thứ hai chỉ đứng sau Hoàng Long. Tín Mã Nàm từng được liệt vào hàng Tứ Đại Thiên Vương, Đại Tỷ Cái Thế, là một giang hồ máu mặt đất Sài Gòn. Nam thu lợi phần lớn từ việc buôn hàng trắng tại Sài Gòn cùng các hoạt động phi pháp khác tại các sòng bạc. Khi tìm cách gia tăng và mở rộng phạm vi các hoạt động phi pháp, Đại quyết định bành trướng xuống Chợ Lớn, vốn là lãnh địa của Tín Mã Nàm, ông trùm giới hắc đạo người Hoa, xưa nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm. Xuất thân là thủ lĩnh, giới hắc đạo tại Chợ Lớn có tổ chức chặt chẽ và hùng hậu. Tín Mã Nàm là người có thân hình hộ pháp, từng nhiều năm theo học Thiếu Lâm Hồng Gia và Thái Lý Phật. Biệt danh Tín Mã Nàm có nghĩa là Con Ngựa Điền, là một bậc đàn anh lớn trong giới giang hồ Hoa Kiều. Tín Mã Nàm giữ vai trò hồng trượng trong hội Tam Hoàng thuộc chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn, chỉ đứng sau thủ lĩnh Hoàng Long, người cầm đầu tất cả các băng nhóm người Hoa ở Chợ Lớn. Cuộc đụng độ giữa băng nhóm của Đại Ca Thầy và Tín Mã Nàm diễn ra nhiều năm liền. Đầu năm 1964, Đại dẫn theo Bà Thế và Lâm Chín Ngón đem hai xe hơi du lịch và mấy chục xe gắn máy hiệu Gobel
Kusrumi Isa chở đôi phóng như bay, bất ngờ mang theo đao kiếm, côn, lưỡi lê, đồng loạt tấn công vào các hàng quán bên đường trước khu đại thế giới. Sau một lúc ngỡ ngàng, băng tín ma nam trấn tĩnh lại, hò hét lấy khí thế, chạy vào phía trong quán cũng lấy dao kiếm côn nhị khúc cất giấu sẵn, đánh trả phản công. Băng của Đại Ca Thay bị đánh, chém tơi tả, phải mờ đường máu chạy thoát thân. Ngoài ra Lâm Chí Ngón, đệ tử ruột của Đại, cũng bị chém đứt một ngón tay, nên mới có biệt danh trên. Tuy nhiên, cuộc tập kích quá liều lĩnh ấy khiến nhiều người sợ tránh đến các cơ sở và sòng bạc của Tín Mã Nam. Công việc làm ăn kinh doanh rơi vào đà sa sút, buộc Tín Mã Nam phải mời Đại Ca Thay đến gặp tại nhà hàng Đồng Khánh để điều đình. Tay không, một mình chui vào hang cọp, Đại khiến Tín Mã Nam rất nể. Đại được Tín nhường cho một phần địa bàn và Đại cũng cam kết không xâm phạm vào những khu vực được coi là đặc quyền của Tín Mã Nam. Sau giải phóng, Tín Mã Nam đứng sau những vụ cướp bóc, lật đổ chính quyền nên đã bị bắt và kết án tử không lâu sau đó. Thập niên 90 và thời đại của Nam Cam. Trương Văn Cam tức Nam Cam bước vào thế giới ngầm Sài Gòn và được Huỳnh Tỳ, một trong tứ đại thiên vương của đất Sài Gòn lúc bấy giờ, giúp thoát nạn trong một vụ thanh toán bằng chó lửa và nâng đỡ. Nhưng sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, thì thời đại của tứ đại thiên vương Đại Tỳ Cái Thế cũng chấm hết. Huỳnh Tỳ đi theo Nam Cam, dù hơn Nam Cam 3 tuổi. Sau nhiều năm ở trong trại cải tạo, Nam Cam được trả tự do và nhanh chóng vươn lên đứng đầu trong thế giới ngầm Sài Gòn nhờ vào khối tài sản kếch xù do kinh doanh sòng bạc phi pháp. Nam Cam hối lộ các quan chức cấp cao để cho phép hắn làm ăn yên ổn và công khai trong suốt những năm 90 đến năm 2000. Những năm này, Nam Cam đứng lên thống trị giới giang hồ Sài Gòn. Ngay cả giới giang hồ đất Bắc vào làm ăn cũng phải được sự cho phép của ông trùm này. Với kinh nghiệm lãnh đạo đàn em, Nam Cam được đánh giá là người có tay nghề cao, tinh vi khi ra lệnh và hướng dẫn đàn em của mình, đảm bảo rằng để lại càng ít bằng chứng càng tốt thông qua việc ngụy tạo chứng cứ của mình và chỉ đạo đàn em mình sử dụng tín hiệu riêng bí mật. Qua việc kinh doanh sòng bạc, Nam Cam đã thu được khối tài sản đáng kể. Tuy nhiên, cuộc đời của ông trùm lại kết thúc khi đứng sau vụ cho Hải Bánh khử Dung Hà, một nữ quái khét tiếng đất cảng. Nam Cam từng đề nghị Dung Hà hợp tác mở rộng mạng lưới cờ bạc ra miền Bắc, nhưng Dung Hà lại có ý định thành lập băng đảng riêng, làm Nam Cam tức giận. Dung Hà vì muốn làm bẽ mặt Nam Cam, nên lệnh cho đàn em đến quậy phá, ném mắm tôm chuột chết, phân người rắn rết xuống sàn nhảy một vũ trường của Nam Cam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhục nhã và tức tối, Nam Cam đã lệnh cho đàn em Nguyễn Văn Hải, tức Hải Bánh, đi giết Dung Hà. Khi thấy Dung đang ngồi chơi trước quán karaoke số 17 Bùi Thị Xuân, Hải Bánh chỉ đạo cho đàn em thân tín của mình dùng lục ổ xoay 9mm bắn chết Dung Hà ở cự ly gần vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000. Vào thời điểm đó, Dung Hà đã cử vệ sĩ riêng đi đuổi một tên gây náo loạn gần đó. Khi nghe thấy tiếng chó lửa, tên vệ sĩ này đã dùng chó lửa lục nhắm bắn một phát vào đàn em Hải Bánh. Dù sau đó lũ đàn em đã chạy thoát mà không xảy ra thương tích gì, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó với tên vệ sĩ. Tuy nhiên, theo một đàn em thân tín của Dung Hà thì hắn đã trốn ra nước ngoài sau khi bị một tên đàn em có thành thế của Dung Hà đe dọa vì đã thất bại trong việc bảo vệ Dung Hà. Nam Cam đã bị khởi tố do liên quan đến cái chết của Dung Hà, nhưng đã hối lộ cho các quan chức. Đến ngày 4 tháng 6 năm 2003, Nam Cam bị kết án tử hình vì đã ra lệnh ám sát Dung Hà và hối lộ các quan chức để các hành động phi pháp của mình được làm ăn yên ổn. Nhưng phải đến khi cơ quan công an thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, bảo mật lời khai của các bị cáo Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường, thì Trương Văn Cam mới chính thức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước công chúng. Sau thời Nam Cam đến nay, từ sau vụ án Nam Cam cho đến nay đã hơn 10 năm, một quãng thời gian khá dài cho cái ác biến dạng, hóa thân thành tổ chức phạm tội, gian ngoan hơn. Hiện tại giới giang hồ đã nâng cấp mình trở thành giang hồ côn cổ trắng, tức là điều hành hoạt động trong bóng tối một cách cực kỳ kín kẽ, nhưng ở ngoài như một doanh nhân. Điểm qua những vụ án hình sự xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, có thể thấy tính tàn bạo của các tổ chức tội phạm. Trong thế giới ngầm, những đẳng cấp hình thành, xếp hạng, phân loại theo từng thời điểm, vùng miền. Những đại ca thân hình xăm trổ, thành tích đâm chém, vào tù ra khám, án tích dày cộm, nổi tiếng chinh chiến trong các vụ trải thảm đẫm máu là hình ảnh thần tượng của giới giang hồ đao kiếm thế kỷ 20 vừa qua. Với thời đại A Còng hiện nay,
Tất cả những khuôn mẫu bạm trợn thô lỗ ấy đã trở thành lỗi thời, phế phẩm. Để tồn tại, đất dụng võ chỉ gói gọn trong những dịch vụ cấp thấp, gọi đúng tên là hạng vét đĩa. Đám tội phạm cấp thấp này xuất hiện thường xuyên trên mục hình sự cướp giật đăng trên các nhật báo. Tên gọi của chúng là côn đồ, đạo tặc, trộm cướp. Đối với giới giang hồ xã hội đen hiện nay, bọn này chỉ là rác rưởi. Pê Còi, một big boss, đang là chủ một hộp đêm phòng trà với một lượng chân dài hạng A ở Hà Nội bĩu môi, buông câu phán xét. Thật vậy, bức tranh sinh hoạt của thế giới ngầm giờ đã chuyển sang gam màu khác. Chiếc áo hợp pháp công ty thường là thứ thời trang được ưa chuộng trong tình hình bát nháo của doanh nghiệp thực giả hiện nay. Gã boss đứng đầu tổ chức dĩ nhiên phải hội tụ đủ những điều kiện, bằng cấp, lý lịch sạch và nhất là những mối quan hệ vàng ròng. Mô hình tổ chức, phương pháp hoạt động tùy theo từng ngành nghề, chẳng phải là sản phẩm xám đậm não, tất cả đều có sẵn trong tủ sách chuyên đề và mạng Internet. Các tổ chức tội phạm quốc tế Mafia Ý, Nga, Mexico và nhất là Hội Tam Hoàng Á Châu đều công khai đưa ra những chiêu đòn làm ăn đạt thắng lợi, những thủ đoạn trải đường, những mánh khóe luồn lách thoát hiểm, cộng thêm lời tư vấn mách nước, chỉ bảo dành cho các đồng môn. Đám tổ chức xã hội đen nội địa chỉ cần chuyên tâm lướt phím trên máy tính là có thể vận hành thông suốt guồng máy hoạt động của mình. Tổ chức tội phạm kinh tế hoạt động dưới vỏ bọc công ty, thực hiện khoản lợi tức cao với những phương pháp hoạt động phạm pháp bằng cách tham gia vào nền kinh tế hợp pháp. Big Boss thường sử dụng đám tội phạm hình sự như một cơ cấu hành động cho lợi ích công ty. Mô hình liên minh ma quỷ này vốn là điều cấm kỵ đối với đám tội phạm kinh tế tài chính cá mập, lại là khuôn mẫu thường được các đại ca đầu đất ưa thích. Năm 2005, đại gia Tề hùn hạp kinh doanh với một tập đoàn khách sạn Hàn Quốc. Nguồn lợi chính là rửa tiền qua chuỗi liên doanh khách sạn với những công ty du lịch nội địa và nước ngoài. Công việc làm ăn hanh thông đưa Tề lên hàng siêu sao thì bất hòa xảy ra giữa hai ông trùm. Đám sát thủ Seoul đến thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đụng độ giữa hai nhóm tội phạm hình sự sử dụng hàng nóng buộc Cục Hình sự Bộ Công an vào cuộc. Mọi chuyện vỡ lở từ cái nhọt ghen tuông gái gú đã phát triển thành cái trọng án, đưa chân cả bọn vào trại giam, lãnh những bản án nghiêm khắc. Năm 2007, nhóm biệt kiều Úc về Việt Nam mở một công ty sản xuất loa thùng xuất sang Sydney. Nhóm xã hội đen Hải Phòng của đại ca Chí Béo đảm trách khâu vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào Sài Gòn. Liên minh ma quỷ hình thành qua cuộc hôn nhân mai mối giữa tay biệt kiều Úc xã hội đen đang giặt vòm ở Việt Nam với một bà trùm Mai Thúy quận Tân Bình. Chuyện làm ăn không sòng phẳng khiến cuộc chạm trán hàng nóng nổ ra. Khi công an vào cuộc đã phát hiện ra một đường dây vận chuyển hàng cấm số lượng lớn, cả bọn kéo nhau vào tù. Giá phải trả là 2 án dựa cột và 5 án chung thân, chia đều cho các thành viên trong liên minh. Riêng với các tổ chức phạm tội kinh tế tài chính hàng cá mập, khi tên tội phạm kinh tế hàng chủ tịch, giám đốc trong công ty bị lộ, hắn sẽ được che đậy và kín đáo rút êm ái. Đó chỉ là vài ví dụ điển hình, sự dịch chuyển của thế giới ngầm Việt Nam có thể nói là có những thay đổi về quy mô và phương thức hoạt động, nhưng nhìn chung được đánh giá vẫn còn ở mức băng nhóm, chưa hình thành rõ nét những tổ chức tội ác kiểu mafia. Trên đây là lịch sử tội phạm có tổ chức ở Sài Gòn qua từng thời kỳ toàn tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bản. Xin chào và hẹn gặp lại.